Một bài học sẽ thể hiện ra với nhiều hình thức khác nhau cho đến khi bạn học xong nó. Chúng ta cần học từ nhiều bài học mà cuộc sống đã đem đến cho chúng ta trong đủ mọi hoàn cảnh khác nhau. Nếu không học được thì cùng một loại khó khăn như thế sẽ đến đi đến lại nhiều lần với chúng ta. Một số người chẳng bao giờ học được gì từ những kinh nghiệm của họ. Họ giật vã đau khổ vì cùng một loại khó khăn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần năm này qua năm khác mà vẫn không học được bài học ấy. Họ chẳng bao giờ cố gắng để thay đổi cách nhìn hay thái độ của mình và vẫn cứ tiếp tục tin rằng tất cả chỉ là do số phận hay do nghiệp xấu của họ. Đổ lỗi cho nghiệp nghĩa là bạn không muốn thay đổi và không muốn chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Bạn tự nói với mình rằng những khuyết điểm đó không thuộc về trách nhiệm của bạn. Nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi bạn sẽ thay đổi được đây là một câu chuyện có thật mà một người đệ tử mới kể cho tôi anh ấy là người có học thức giàu có anh thích đọc sách và vì vậy thường đến thư viện anh tình cờ tìm được một cuốn sách mà mình rất thích nhưng thật không may cuốn sách đó không được mang ra khỏi thư viện và anh cũng phát hiện ra là không thể mua được bản copy nào của cuốn sách đó nữa một ngày, anh lén tuồn cuốn sách đó vào trong túi sách của mình và mang ra khỏi thư viện. Trong lúc lái xe về nhà, hai lần liền anh suýt gây tai nạn. Tâm anh rối tung, không còn bình an, không còn ổn định nữa. Tâm trí anh không để ở việc lái xe, nhưng cuối cùng cũng về được đến nhà an toàn. Sau khi về nhà, anh để cuốn sách đó trên bàn trong phòng mình. Mỗi khi có thời gian, anh lại tranh thủ đọc tuy nhiên mỗi khi vào phòng và nhìn thấy cuốn sách anh lại cảm thấy run cả người lên cảm thấy mình cứ như bị nó ám ảnh tâm anh không ổn định không bình an chút nào hết anh đã lấy một cuốn sách của thư viện mà không được phép mỗi khi nhìn cuốn sách anh lại cảm thấy rất tệ và phát hiện ra rằng anh không thể tự tôn trọng mình được đánh mất sự tôn trọng của người khác thì không đến nỗi tệ hại lắm nhưng đánh mất lòng tự trọng của mình thì thật vô cùng tệ đó là một sự mất mát lớn mỗi khi nhìn cuốn sách anh lại cảm tưởng như cuốn sách đang nói với anh rằng tôi không phải là của anh anh ăn cắp tôi và mang tôi đến đây anh không công bằng anh không trung thực anh không nên làm như thế anh kể tâm anh cứ nói hoài như vậy nếu bạn biết quan sát tâm mình bạn sẽ rất nhạy cảm với những cái đúng và sai. Trong một cái tâm như thế, sẽ luôn có một ông quan tòa không tiên dị, biết rõ cái gì là đúng và có những quyết án chính xác. Bà không thể nói dối nó. Người đệ tử đó không phải là một người xấu. Thực ra anh sống rất nguyên tắc và hành thiền mỗi ngày. Anh cũng cố gắng tinh tấn để ý thức về tâm mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy, anh quan sát được tất cả những suy nghĩ đó cùng với những cảm giác không thoải mái trong mình sau một thời gian tâm anh không thể chịu được sự bức xúc đó thêm chút nào nữa anh cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được nữa tất nhiên không có ai biết là anh đã lấy cuốn sách đó từ thư viện cả nhưng bản thân anh ý thức rõ hành động đó của mình và điều đó làm cho anh đau đớn anh nhận ra anh phải làm một điều gì đó để lấy lại sự bình an cho tâm mình vì vậy anh mang cuốn sách trả lại thư viện sau khi mang trả anh liền cảm thấy an tâm trở lại anh cũng ra một quyết định quan trọng là sẽ không bao giờ lấy bất cứ thứ gì mà không xin phép nữa anh đã thực sự học được một bài học từ sai lầm của mình không có ai là không từng phạm sai lầm điều quan trọng là học được gì trừ chính những sai lầm của mình và không để nó lặp lại nữa càng nhiều sai lầm bạn sẽ lại càng đau khổ nếu bạn học được từ những sai lầm của mình và thay đổi trí tuệ của bạn sẽ tăng trưởng người học trò của tôi đã quan sát được những gì đang diễn ra trong tâm mình và do đó đã học được bài học và thay đổi nếu bạn không biết cách chánh niệm và quan sát tâm tham sẽ tiếp tục lớn mạnh và bạn sẽ phạm thêm những sai lầm như thế nhiều lần nữa khi đã học xong, bạn mới có thể chuyển sang bài học kế tiếp. Khi đã thi đổ một bài kiểm tra, bạn có thể chuẩn bị cho một bài kiểm tra mới. Bạn sẵn sàng đối diện với những hoàn cảnh khó khăn hơn và chúng sẽ mang lại cho bạn một tầm mức trí tuệ cao hơn, sâu sắc hơn. Khi bạn hiểu rằng sự việc này thật sự là việc tốt và thực hiện nó ngay lập tức, bạn cũng sẽ có được nhiều trí tuệ hơn. Nếu bạn không làm gì hết, thì bạn cũng sẽ chẳng học được gì cả. Việc học hỏi sẽ không bao giờ chấm dứt. Lúc nào cũng có những bài học cho chúng ta học hỏi. Chúng ta phải học những bài học và tăng trưởng trí tuệ cho tận đến khi chúng ta từ giả cõi được. Khi thực hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta không nên chỉ thực hành nó vào lúc rỗi rãi hay đặt ra một khoảng thời gian riêng biệt nào đó để thực hành chúng ta cần cố gắng hết mình để tạo nên một thói quen sống với chánh niệm ý thức đầy đủ về chính mình từ giây phút đầu tiên khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ khi chánh niệm bị lãng quên tâm si có mặt ngay tứ khắc khi tâm si có mặt trí tuệ sẽ không thể sanh khởi và bài học đó chưa học xong vì vậy chúng ta phải phấn đấu để luôn luôn sống với chánh niệm ý thức toàn vẹn về những gì đang diễn ra trong thân và tâm từng giây từng phút trong suốt cả cuộc đời cho đến tận hơi thở cuối cùng tất cả những gì chúng ta cảm nhận và trải nghiệm đều là pháp tức là những định luật và hiện tượng của tự nhiên tất cả mọi thứ đều vô thường đều vô ngã không có một cái tôi nào trong đó chúng ta cần sống với sự hiểu biết rằng không có cái gì trên đời này đem lại sự thỏa mãn thật sự cả chúng ta cũng cần phải hiểu những điều này một cách rõ ràng trong tâm vào giây phút cái chết để bên cạnh. Chết một cách bất lực và đầy sợ hãi thì không tốt một tí nào. Cuộc đời là cuốn sách tuyệt vời nhất. Thân chúng ta là cuốn sách tuyệt vời nhất. Tâm chúng ta là cuốn sách tuyệt vời nhất. Nhưng hiểu biết sâu sắc nhất chỉ có thể thu được từ chính cuộc đời. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình mỗi ngày. Ngày hôm nay tôi có thu được thêm chút hiểu biết hay trí tuệ gì không? Một ngày trôi qua mà không có thêm được chút trí tuệ nào, chỉ ngập trong ăn, uống, khóc, cười là một ngày mất mát, một ngày uổng phí. Những ngày như thế chẳng mang lại sự khác biệt nào cho bạn, ngoại trừ rằng nó đưa bạn đến gần cái chết thêm một ngày nữa. Khi bạn lên giường đi ngủ cũng thế. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn hãy cố gắng duy trì chánh niệm ý thức về những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình lúc đó bạn nên giữ một cái tâm trong sáng và mát mẻ để đi vào một giấc ngủ yên lành ngay khi bạn thức dậy cũng như thế thay vì dồi suy nghĩ và lo lắng về một ngày mới bạn hãy ngồi thiền ngay lập tức bắt đầu thực hành chánh niệm ngay tại chỗ bắt đầu một ngày mới với một cái tâm bình yên là một điều rất tốt đẹp hãy cố gắng hết mình để tạo thành thói quen sống với chánh niệm trong suốt cả ngày, dù bất cứ ở đâu. Nếu bạn thực hành liên tục như vậy 2 hoặc 3 năm, bạn sẽ thấy rằng tâm mình trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn sẽ có được thái độ đúng đắn và tâm bạn sẽ rộng mở hơn. Một khi sống với chánh niệm đã trở thành thói quen, bạn sẽ không thể để cả một ngày trôi qua một cách hời hợt và thiếu suy nghĩ nữa. Tuổi tác của bạn và hai trẻ không phải là vấn đề một số người bắt đầu thực hành khi mới ngoài 20 tuổi. Bởi vì hứng thú nên họ thực hành bất cứ lúc nào có thể và một ngày họ phát hiện ra thái độ và cách nhìn của họ. Những mong đợi của họ đã trở nên thanh cao hơn, thiện lành hơn và trang nghiêm hơn. Họ đã trưởng thành. Do vậy, họ làm công việc của mình nhiệt tâm hơn, không còn quẩy quải, chán chường, không còn tính toán, so đo hay lười biếng nữa. Họ không làm những việc chỉ để khoe mẽ, thể hiện mình hay gây ấn tượng với người khác nữa. Họ đặt tất cả trái tim, tất cả năng lực của mình vào bất cứ công việc gì họ làm. Trước khi tham gia một việc gì, họ đều suy nghĩ sâu sắc, cân nhắc hết sức cẩn thận, nhất là đối với những việc quan trọng. Nếu chẳng may có điều gì lệch lạc, sai lầm, họ ý thức về nó và ngay lập tức sửa chữa lại cho đúng khi muốn trao đổi một việc gì quan trọng bạn cần suy nghĩ kỹ về những gì mình nói và cách nói như thế nào cho hợp lý bạn cũng có thể thử duyệt lại một vài lần để xem nó đã đúng và thích hợp chưa cả tiến trình ấy sẽ không tốn nhiều thời gian đối với những người sống với chánh niệm nó chưa mất có vài phút mọi người sẽ nhận ra điều đó và dần dần có lòng kính trọng những người biết ăn nói một cách hợp lý như thế nếu bạn muốn mọi người kính trọng mình, hãy luôn luôn nói với chánh niệm và trí tuệ. Nếu tiếp tục cách sống như thế, bạn sẽ không chỉ giành được sự kính trọng của mọi người mà lòng tự trọng của bạn cũng sẽ tăng lên. Lòng tự trọng đó mới là điều quan trọng hơn nhiều. Một số người có bao giờ nghĩ đến điều này? Họ quen có xung quanh mình những người thích gây ấn tượng với người khác và họ rất sợ người khác coi thường mình. Nếu bạn quá coi trọng người khác bạn đánh giá họ cao hơn thực tế nếu bạn coi thường người khác bạn đánh giá họ thấp hơn thực tế không có cách nhìn nào trong hai cách đó phản ánh đúng sự thật cả nếu bạn có thể sống theo một cách sống khiến cho lòng tự trọng tăng trưởng mỗi ngày bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống dù mọi người có nghĩ tốt hay nghĩ xấu về bạn cũng không phải là điều quan trọng lo lắng về điều đó đơn giản cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong tâm rồi mất đi mà thôi. Để minh họa cho điểm này, đây là một câu chuyện từ một đệ tử khác của tôi. Khoảng 5 năm, năm trước, anh ấy kể cho tôi biết anh ấy đã học được gì từ một kinh nghiệm của mình. Anh rất hứng thú với thiền tập và cố gắng hết mình để luôn ý thức và quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình. Anh cố gắng giữ gìn năm giới và anh cũng là người trung thực, hào phóng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, anh lại có một thái độ rất đặc biệt này. Anh phải luôn cố gắng cho người khác biết rằng mình giữ năm giới cho nghiêm túc và không bao giờ làm việc gì thiếu đứng đắn. Nếu thấy ai đó không trung thực hay làm điều gì đó sai, anh phải nói với tất cả mọi người rằng mình không bao giờ như thế, rằng mình luôn làm việc đúng và luôn trung thực anh luôn cảm thấy cần phải nói cho những người xung quanh biết điều đó. Khoảng 4 năm tháng trước, thiền tập của anh tiến bộ tương đối tốt và do đó anh bắt đầu hiểu được rằng thực ra việc người khác có biết anh giữ giới nghiêm chỉnh hay không cũng không cần thiết. Anh nói với tôi rằng cái ngộ này khiến anh cảm thấy bình an và giải thoát hơn. Anh không còn cảm thấy cần phải nói cho người khác biết những việc làm tốt đẹp của mình nữa. Trước kia, nếu không có cơ hội nói cho mọi người biết điều đó, thì anh cảm thấy bất an lắm. Giờ đây, anh rất hạnh phúc. Chỉ đơn giản làm bất cứ việc gì mình thấy đúng đắn. Dù ai có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Làm việc tốt rồi, muốn tất cả mọi người đều biết đến việc tốt mình làm là một nỗi khổ tâm thực sự. Nó là sự thể hiện của tâm tham. Động cơ muốn thể hiện các việc tốt của mình cho người khác thấy là tâm tham và sự ngã mạn kiêu ngạo. Bạn đang nói cho người khác biết là bạn tốt hơn họ, có thể thầm lặng làm việc tốt mà không có nhu cầu phải nói cho người khác biết, đó là giải thoát, bạn sẽ được bình an. Chừng nào bạn còn bức rứt không yên khi người khác không biết việc tốt mình làm, chừng đó bạn sẽ không thể bình an. Ngay cả khi bạn loanh quanh đi nói cho hết người này đến người khác thì tâm bạn vẫn lo lắng rằng không biết họ có nghĩ mình đang bốc phét hay không. Vì vậy, vấn đề bạn cần xem xét một cách nghiêm túc ở đây là bạn làm việc tốt có phải là gì muốn người khác đánh giá cao về mình hay không? Nếu bạn làm việc tốt để thụ hưởng cái tiếng tốt đó, tâm bạn sẽ phải khổ sở vì điều đó. Chỉ làm việc tốt với một cái tâm tự do và chân thành thì mới mang lại hạnh phúc sự trưởng thành và trí tuệ làm mọi việc chỉ vì giữ uy tín hay danh tiếng tốt sẽ chẳng bao giờ khiến cho tâm bạn trưởng thành vì vậy điều vô cùng quan trọng là bạn phải luôn luôn kiểm tra lại thái độ của mình luôn luôn ý thức về những hy vọng và sự mong đợi của mình khi làm những hành động tốt đó những người hành thiền nên suy xét về vấn đề này thật sâu sắc bạn làm việc đó với một trái tim giải thoát và rộng mở hay trái tim bạn chỉ là nô lệ cho các hy vọng và mong đợi không có phần nào trong cuộc sống của chúng ta mà không chứa đựng những bài học ấy cả chừng nào bạn còn sống chừng đó vẫn còn có những bài học cần phải học khi chúng ta còn trẻ có rất nhiều bài học cần học hỏi và khi về già cũng vẫn còn vô số bài học nữa cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi và những hoàn cảnh mới đòi hỏi chúng ta phải có những hiểu biết mới và cách nhìn mới những thăng trầm khó khăn đau khổ trong cuộc đời tất cả đều là những bài học những kinh nghiệm xấu là bài học mà kinh nghiệm tốt cũng là bài học khi bạn còn trẻ những khó khăn trong cuộc đời là một loại bài học khi bạn già đi chúng là một loại bài học khác ở chỗ kia không có gì tốt hơn ở chỗ này. Nhiều người luôn có thói quen tì hoãn. Bây giờ tôi không có thời gian hành thiền. Có thể một lúc nào đó trong tương lai, khi có điều kiện thuận lợi, tôi sẽ làm việc đó. Có lần có người nói với tôi, khi làm việc gì đó, tôi muốn làm cho hoàn chỉnh. Vì vậy, tôi sẽ chỉ đi xuất gia là một nhà sư khi tôi đã xong công việc của mình, nghỉ hưu. Khi đó, tôi sẽ vào rừng và cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho việc thực hành bây giờ thì không có lý do gì để cố gắng hành thiền cả bởi vì tôi sẽ không thể thực hành tốt được tuy nhiên chẳng có gì đảm bảo là anh ta có thể sống được đến lúc ấy hoặc là có thể sống được lâu nữa sau khi đến tuổi lĩnh lương hưu ngay cả khi anh ta sống thọ cũng sẽ có những lý do để không thể thực hành thiền theo cách mình mong muốn những người thực hành hết mình ngay bây giờ thì khi hoàn cảnh thuận lợi hơn họ sẽ thực hành còn tốt hơn nữa không cố gắng bây giờ mà chỉ nói về nó là một cách để che giấu sự thật rằng người đó thực sự không muốn thực hành giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất đừng uổng phí hiện tại để hy vọng vô ích cho tương lai đừng quên một con chim giữ trong tay đáng giá hơn hai con chim bay trên trời chớ tham bát bỏ mâm khi chỗ kia đó biến thành chỗ này bạn sẽ lại thấy một chỗ kia khác tốt hơn chỗ này nữa con người ta luôn ôm ấp hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn không biết trân trọng giây phút hiện tại là một thiếu sót lớn của con người đừng nghĩ đến một nơi nào đó hay một lúc nào đó ở tương lai hãy thực hành ngay ở đây và bây giờ hãy sống với chánh niệm và tỉnh thức hãy hành thiền càng nhiều càng tốt và luôn tìm hiểu tâm mình nếu bạn thực sự hiểu được những gì Đức Phật dạy trong kinh Đài Niệm xứ, bạn sẽ không còn chọn lựa một lúc nào đó nữa. Bạn sẽ biết rằng không có một nơi chốn hay thời điểm nhất định nào mới là thích hợp. Bạn có thể thực hành vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Thậm chí bạn có thể tập chánh niệm ngay cả trong lúc nói chuyện, chỉ cần chịu khó thực hành là bạn sẽ làm được. Sống một cuộc đời có ý nghĩa quan trọng hơn là sống sung sướng hạnh phúc một cuộc đời có ý nghĩa là một cuộc đời tràn đầy mãn nguyện sự mãn nguyện hay biết đủ với những gì đang có là một loại hạnh phúc sâu sắc hơn những người chỉ phấn đấu tìm kiếm hạnh phúc là những người không có chiều sâu và sẽ sớm phải đối diện với đau khổ càng phấn đấu tìm kiếm hạnh phúc sẽ càng khó có được hạnh phúc và bạn sẽ càng không thể sống trọn vẹn cuộc đời mình một cách tốt đẹp nếu bạn muốn sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa hãy luôn luôn sống với chánh niệm tất cả mọi thứ sẽ trở thành có ý nghĩa nếu bạn sống với chánh niệm làm việc với chánh niệm và nói với chánh niệm mọi người bên ngoài chỉ là những tấm gương để bạn soi lại mình đây là một lời nhắc nhở cho những người sắp bước vào thế giới con người trong cuộc sống làm người bạn sẽ phải gặp gỡ mọi người bạn sẽ coi họ là gì Hãy coi họ như những tấm gương phản chiếu chính mình. Tại sao chúng ta phải xoay gương? Bởi vì chúng ta muốn xem mặt mình, hình dáng bên ngoài mình có gì có coi hay không để mà lau rửa, chỉnh trang lại cho tốt đẹp. Khi nhìn thấy lỗi lầm hay khiếm khuyết của người khác, hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Những lỗi lầm và khiếm khuyết đó cũng có thể có trong chính bản thân bạn. Nhận ra và sửa chữa chúng là điều lợi ích nhất chúng ta có thể làm cho chính mình. Không thấy được những lỗi lầm của mình và sửa chữa nó mà chỉ đi tìm lỗi của người khác là việc làm vô ích. Khi nhìn một ai đó, có thể bạn nghĩ hắn ta thật là kiêu căng ngã mạn. Hãy tự hỏi mình, mình có kiêu căng và ngã mạn như thế không nhỉ? Kiêu mạn là một loại phiền não rất di tế. Có tài sản hơn người có thể làm cho bạn kiêu ngạo học nhiều cũng khiến cho bạn kiêu ngạo và một số người còn cảm thấy kiêu ngạo bởi vì mình chẳng sở hữu gì tự cho mình là thanh cao thậm chí bạn còn kiêu hãnh rằng mình không kiêu căng ngã mạng như những người khác thậm chí những người hành thiền cũng nghĩ rằng họ cao thượng hơn những người khác và bắt đầu ra vẻ ta đây cao hơn người tôi tu lâu rồi rất nhiều năm rồi đã từng tham dự rất nhiều khóa thiền tôi là một trong những đệ tử thân cận nhất của thầy một số người còn rất kiêu căng ngay cả khi họ chữa bệnh bệnh của tôi không thể chữa bằng thuốc men bình thường con trai tôi phải gửi thuốc này từ tận bên anh về đấy ở đây chẳng kiếm đâu ra được đâu ngay cả bệnh tật và thuốc men cũng có thể trở thành chủ đề để ganh đua hơn thua với nhau bằng cách này hay cách khác chúng ta cứ luôn phải muốn hơn người. Một số người còn rất tự mãn về những quan điểm và ý kiến của mình. Tôi chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai. Nói cho mà biết, tôi không dễ bị thuyết phục đâu nha. Ghi nhớ điều này trong tâm, bạn phải luôn luôn cảnh giác khi tìm lỗi của người, khi bạn thấy họ hành động hay nói năng một cách kiêu ngạo. Hãy tự nhắc nhở mình rằng, chính bạn cũng có sự kiêu căng ấy, tự nhắc mình Nhìn kỹ sự kiêu mạng đó đang có trong mình Có thái độ đúng đắn như vậy Sẽ giúp bạn phát triển và trưởng thành hơn Tham cũng là một loại phiền não khác Rất dễ dần ra ở người khác Tất cả chúng ta không ngoại trừ một ai Đều có tham theo cách này hay cách khác Không dễ để hoàn toàn không có chút tham nào trong tâm Có những loại tham vô cùng di tế Di tế đến mức thậm chí bạn không nhận diện được nó là tham nữa ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người khác vẫn còn mong muốn đạt được chút lợi ích nào đó cho mình danh tiếng hay uy tín địa vị đặc quyền hay một quyền lực ảnh hưởng nhất định nào đó muốn người khác nghĩ rằng chúng ta không tham hoặc rất ít tham hay muốn người khác coi trọng mình đó cũng là một loại tham tuy nhiên bạn không nên chỉ đi tìm những tính xấu của người khác khi bạn thấy những đức tính tốt trong người khác bạn nên tự nhủ chính mình rằng trong mình cũng có những đức tính đó ít nhất cũng có tiềm năng để trở thành như thế tất cả chúng ta cần cố gắng để trở nên ngày càng tốt đẹp hơn một điều rất có thể xảy ra là bạn không thể chấp nhận nổi một số cái xấu trong bản thân mình và vì vậy sẽ tìm cách che đậy chúng khi nhìn thấy đúng cái xấu ấy ở người khác bạn sẽ có xu hướng chỉ trích mạnh mẽ thực tế bạn sẽ rất hay chỉ trích người khác về chính những cái xấu ấy vì vậy mỗi khi thấy mình hay soi mói chỉ trích những điểm xấu nào đó của người khác bạn cần phải dũng cảm và chân thật tìm hiểu xem có phải mình làm vậy vì chính mình cũng có cái xấu ấy và đang cố gắng che giấu nó hay không nếu bạn thực sự không có ngã mạng hoặc có rất ít bạn sẽ không dễ dàng tích cực tìm lỗi của người khác khi họ chẳng may đang bị ngã mạng chi phối nếu bạn không tham hoặc rất ít tham bạn cũng không dễ dàng tìm lỗi người khác và mạnh mẽ chỉ trích họ khi họ đang bị tâm tham chiếm hữu bạn sẽ nhận ra rằng thực ra họ đang bị tra tấn bởi vì họ không thấy ra được những tâm tham tâm sân sự kiêu căng ngã màng của chính mình bạn sẽ cố gắng tìm một cách thức nhẹ nhàng để chỉ cho họ những gì đang diễn ra để họ có thể tự mình thấy được bạn nhất định không nên dùng lời nói chỉ trích họ hạ thấp họ, làm cho họ xấu hổ hay đổ lỗi cho họ bằng bất cứ cách nào. Tham, sân, si, ngã mạn tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn có thể nhìn chúng như là những động lực không thuộc về cá nhân một ai hết, bạn sẽ không đổ lỗi cho bất cứ người nào khi họ đang phải đau khổ vì nó cả. Điều thực sự quan trọng là bạn phải thấy rõ hay nhận diện ra chúng ngã mạng chỉ đơn giản là ngã mạng không phải cái ngã mạng của anh ta hay của cô ta và cũng không phải là ngã mạng của bà một số người rất hay tự đánh bóng mình trong khi luôn tìm cách hạ thấp người khác khi thấy người khác giỏi giang hơn hay thành đạt hơn họ dè biểu mấy người ấy toàn tâm tham thôi tôi chẳng bao giờ tham lam làm ngày làm đêm như họ những người nói như vậy là bởi vì họ không có khả năng làm việc chăm chỉ và không thành đạt. Rất hiếm người nói không khi có cơ hội kiếm thêm tiền hay được thăng chức. Nếu có thể được thêm, chẳng ai dạy gì mà từ chối. Có một câu tục ngữ từ mọi người hay dùng để nói đùa, nhưng thực ra là rất chính xác và có ý nghĩa như thế này. Người không có quyền thì cho rằng mình nhẫn nhịn và dễ tha thứ kẻ không tiền thì tự nhận mình thanh đạm giản đơn một số người sống như thế đấy bởi vì không đấu lại người khác nên họ phải chấp nhận thua cuộc nhẫn nhịn và nhún nhường họ biện hộ cho sự sợ hãi của mình cho rằng đó là đức tính nhẫn nại bởi vì không thể kiếm cho đủ sống tôm tất không có tiền bạc nên họ nói rằng đó là vì mình biết đủ và sống giản dị sự thật là bạn chỉ có thể tự nhận mình là người giản dị khi bạn có đủ tiền để tiêu pha mà vẫn sống đơn giản không xa qua phung phí khi bạn nhìn thấy cái xấu của người khác hãy cố gắng nhìn lại xem trong mình có thói xấu nào tương tự như thế hay không thường là bạn sẽ tìm thấy nó có ở đó khi bạn thấy một điều gì tích cực một đức tính tốt của người khác bạn cũng kiểm tra lại trong mình xem mình có những đức tính tốt như thế hay không nếu có, hãy quan hỷ vì điều đó và cố gắng tăng trưởng nó lên. Nếu chưa có, hãy cố gắng rèn luyện mình để phát triển đức tính ấy trong mình, cố gắng biến nó thành của mình.